Rồi hiện tại đang giao bộ mẹ con khách này của chú chị. Đó. Mẹ con bò khú nè. Mẹ con tốt hết thằng luôn. Bộ mẹ con này giao Củ Chi ha. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình ảnh có hai con đực cấp 2 ha. Đó, hai con đực này 8 tháng mấy 9 tháng tuổi nè cô chú chị. Đó, lỡ bò nè ha. Đó, con cái con ú lực nè, con pin lực này thì chiều cao là 1m17, 1m18 bò. Đó, con kia thì 1m21 bò cô chú chị. Đó, hai con này nói chung thì F2 ha, lỡ bò rồi. Đây con này pin lực cấp mình rất hay nè cô chú chị. Con này thì hiện tại nó cũng chưa đụng ma lông máu nữa. Đó, thì hai con này, hai F2 này xương sóc cối luôn. Em quan sát là xương sóc rất to cô chú chị. Đó, chân móng không bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đây cái lưng như cái dài của nó nè cô chú chị, con ở đây nè, đít nè, tướng tá cấp mình nè, mặt mày nè. Đó, mặt thì mặt bự ha, mặt bự. Đây xương sóc nè, chân móng thì đều chân móng sò cô chú chị, chân móng sò ha. Đó, hai chân trước nè. Đó, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó, con này em nói con F2 này pin lực dữ dằn luôn cô chú chị. Đây lưng nè, dài đôi lưng đôi ha, cái lưng của con này thôi. Đó, còn con này thì nói chung thì nó không bằng con kia, nhưng con này thì nói chung thì cũng tàn cũng xương, con này cũng lớn rồi cô chú anh chị. Đó, mặt mày nè. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng F2 thì mua về nuôi vỗ béo ha. Đó, xương sóc nè cô chú anh chị. Đó thì trước khi em giao bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán tiền. Đó, cái thứ nhất mình kiểm tra có bú vỗ cẳng hay không, thứ hai có thùng núm thùng ruột hay không, mình sẽ nhận bò cô chú anh chị. Đó thì hai con bò này anh chủ nhà cũng bán giá là 41 triệu 500. Đó, 41 triệu 500, giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú chị. Đây tướng tá cấp mình nè. Đó, còn con này thì pin lực thôi. Con này nuôi sao lên bò dữ dằn luôn cô chú chị. Con này sao nuôi vô lên bò dữ dằn lắm nè. Con này nó pin lực thôi, khỏi nói luôn cái dàn dai với cái dàn đít của nó. Nó xương sóc rất to. Đó, giá là 41 triệu 500. Đó, giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó, rúng nè. Đó, chân móng nè, chân móng thì chân móng sò không ha. Đó, tướng tá cấp mình nè. Cái con này em nói mặt mày nè cô chú chị. Đó, tướng tá cấp mình nè. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cô cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì bà con nào có mua thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Nói chung thì em có chuyến giao về Thốt Nốt Cần Thơ cô chú anh chị. Đó, tại nay em đi giao mấy chỗ kia rồi. Đó, chỉ còn chuyến giao về Thốt Nốt Cần Thơ thì bà con nào nói chung thì ở tỉnh nào cũng ghép xe, thì bà con mình mua thì đặt cọc cho em gửi 2-3 ngày thì em sẽ ghép xe cho bà con mà đỡ tiền phí xe ha. Đó, con này pin lực chú vậy theo, con này pin lực dữ dằn luôn. Đó, lưng nè, lưng đít của nó. Đó thì cặp này giá là 41 triệu 500. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp ha. Này tướng tá cấp mình con này nè cô chú chị. Nói chung thì con F2 hay con F2 này xương sóc là rất to ha. Đó, cấp mình con nào cũng mấy à. Đó, cô chú chị thấy không? Con này thì cái lưng hết biết cái dàn lưng luôn. Pin lực nè cô chú chị thấy không? Tướng tá nè, hai con. Đó thì hình ảnh về giá cả của hai đực F2 này em gửi đến đầy đủ cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai đực này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số nhà. Đó thì hình ảnh về giá cả của hai đực này em gửi đến cho cô chú chị mình xong rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ xin trang giữ con đực ru của chú chị.
đó. Thì con đực này được 4 tháng tuổi nè, nhưng mà con đực này thì hồi nhỏ nó có bị viêm da nó cùng nên nó hết đi chú anh chị. Đó thì con đực này em đo là phỏng phỏng, chiều cao nó cũng mét mười mấy đó, mười mấy tới lên. Còn con mẹ thì chiều cao mét 3, nói chung thì mẹ này thì nói chung thì cũng hơi già ha. Đó, nó đẻ cũng 6-7 lứa gì rồi cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì anh chủ nhà ông bán mẹ con này giá là 21 triệu. Đó nhưng anh nói cái giá 21 triệu này thì anh còn thương lượng với anh em chị nó ra. Đó nói chung thì bộ mẹ con mà bò đẻ rồi thì bên em bán thì cũng bao cô chú anh chị mình ha, bao lội trong vòng 3 tháng. Đó tướng tá cấp mình này cô chú anh chị. Đó mẹ con giá là 21 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì mua về nuôi vỗ béo thêm ha. Nhưng mà hiện tại thì con đực nó là con đực gu. Đó, gu được xin mình cô chú anh chị. Đó, con đực thì được 4 tháng ha. 4 tháng nó 4 tháng 4 tháng mấy gì cô chú anh chị. Đó thì chiều cao nó cũng mét mười mấy rồi. Đây. Đó mặt mày mẹ nè, mẹ thì em quan sát thì sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh. Con đực này cũng sái tích nghiêm chỉnh cô chú anh chị. Nó xương sóc nè. Đó như con mẹ con chân móng hoàn thiện nha, không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đây. Mẹ con giá là 21 triệu. Đó 21 triệu thì anh còn cũng còn thương lượng tiền xe của chú chị nở xa đó. Nói chung mẹ thì cũng hơi ốm ha, cũng già. Đó nhưng cũng vẫn còn sinh sản được nha cô chú chị. Đó, giá yêu thương luôn. Đó mẹ con giá 21 triệu. Chân móng nè. Đó mẹ chân móng nè ha. Đó tướng tá nè. Con nè. Đó còn vẫn bú bình thường nha cô chú anh chị. Đó thì con mẹ thì chiều cao 1m3 bò. Con thì 1m mười mấy. Đó giá là mẹ con giá là 21 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì mua về mình nuôi vỗ béo thêm ha. Đây tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó nói chung thì con mẹ này thì nó hơi gầy hơi ốm ha. Đó thì chúng ta mua về mình dỗ. Đó nhưng mà nó cũng vẫn còn sinh sản bình thường nha cô chú chị. Đó bò thì nghiêm chỉnh thì bên em bán cũng bao lội cô chú chị mình trong vòng 3 tháng. Đó con mẹ thì cũng sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh, mẹ con thì sẽ lọc sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Đó. Tướng tá nè, con nó hiện tại bị viêm da nó cục nhưng mà nó hết nghe cô chú chị. Đó. Hết rồi đó. Đây chân móng nè. Tướng tá cấp mình nè. Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này thì em gửi đến đầy đủ của chú chị mình rồi. Đó của chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ cho mình thôi. Muốn gặp anh chủ nhà để thương lượng thì xe tiền cổ thì điện nhé. Em nhắn tin số nhà của chú chị cổ ha. Đó cho bà con mình thương lượng thì xe tiền cổ. Đó giá là 21 triệu nhưng cũng còn thương lượng thì xe tiền cổ cho cô chú chị nở xa. Rồi thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì để bây giờ để em tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay ha. Đó giá là 21 triệu thì còn thương lượng tiền xe nha cô chú chị. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị mình ảnh hai con đực cấp 2 ha. Nó bò này lụng 6 tháng 6 tháng mấy tuổi nè cô chú chị. Đó thì hai con này chiều cao nó dao động từ 1m13 tới 1m15 bò. Nó như hai con F2 thì xương sóc thôi khỏi nấu luôn cô chú chị, kiểu mẫu rất đẹp. Nó xương sóc chân móng sò ha, không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó thì hai bà con nào thấy thích hai F2 thì mình mua gì mình nuôi ha, còn ai thích F1 bắt F1. Đó hai con nè, cắp mình con nào mấy đít nở dài nở, xương sóc thì rất to. Đó thì chiều cao nó là 1m13 tới 1m15 bò. Đó, em nói hai con bò này rất đẹp, kiểu mẫu rất đẹp nha cô chú chị. Hai con thì đều đột trụi ha. Đó, hai con đột trụi mặt mày rất khéo. Đây. Đó, tướng tá lưng nè cô chú chị. Lưng con nào con nấy nè, lưng thì lưng đôi ha. Tích nở dài nở. Đó,
Đó, lưng thì lưng đôi, mặt thì mặt cục, không nghe của chú chị, hai con thì đều mặt cục ha. Đó thì hai con này anh chủ nhà ông bán giá là 38 triệu. Đó, 38 triệu giá này chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Nói chung hai con này F2 không. Đó, kiểu mẫu thì rất đẹp. Con nào con nấy tướng tá kiểu mẫu thì rất đẹp nghe cô chú chị. Em nói hai con này kiểu mẫu nó đẹp lắm. Đó, hai con tướng tá kiểu mẫu thì rất đẹp bò ha. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, hiển tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp. Đây chân móng thì chân móng sò không nghe chú chị, xương sóc thì rất to ha, xương sóc thì hai con bò này to lắm. Hai con này thì em quan sát xương sóc còn ngàn mấy thì rất to chú chị, cắp mình rất đẹp. Đó giá là 38 triệu cặp đực cấp 2 này nè chú chị. Hai tướng tá cấp mình nè chú chị thấy không. Nó đứt nở dài nở ha, thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình mua ủng hộ em ha. Còn giá cả không hợp lệ thì mình đợi mình kiếm cặp khác em cô chú chị. Đó, nói chung thì em rài đi thì toàn bộ đi ghép xe không, nếu bà con mình muốn mua thì xem tới xem lui cho kỹ đi thôi, là mình sẽ chốt ha. Đó thì bà con mình xem tới xem lui cho kỹ đi, tại nói chung thì em rài đi ghép xe không, nói giao bò thì phải chắc cú em cô chú chị, để này lên xong nhận bò chết em luôn đó, tại vì mình giao mình đi ghép đi nhiều chỗ á. Đó, nhưng mà đít nở dài nở nha, hai con này thì em nói với cô chú chị mình đít nở dài nở, hai con này rất đều bò luôn cô chú chị. Nó giá là 38 triệu. Thì bà con nào mua thì em sẽ tạo điều kiện ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì mua thì bà con mình cứ đặt cọc em thì gửi 2 ngày 3 ngày em sẽ ghép xe cho bà con đỡ tiền phí xe. Qua. Qua cây. Quá. Quá. Đấy, cái con tâm cấp mình hay dữ lắm cô chú chị. Con tâm nó cấp mình hay hơn con ngoài nữa. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng hai bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Qua cây. Qua cây. Đây con này cấp mình cô chú chị, nói con này cấp mình đẹp lắm. Đứng gì đâu. Qua anh kia. Cái gì sao người ta thấy con tâm này. Đó thì nói chung thì bò này thì em quan sát là chân móng hoàn thiện đó, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bà con mình thấy ưng hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Nếu còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em xin tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Đây con này đỡ dài nở nè, con hai con này, lưng nè. Đó để em thả con ngoài em quay con tâm cho chú chị mình xem kỹ ha. Đó, tướng tá cấp mình là chú chị thấy không? Đó, em nói bò này đẹp hai con. Đó con tâm là chú chị. Thả đi. Thả quay con này cho thấy. Đây con tâm nè. Đó, tướng tá cấp mình con tâm là cô chú chị. Đó, em nói con tâm tướng tá cấp mình đẹp lắm ha. Đó thì hai con này thì giá là 38 triệu thì chú chị nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em hiển tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp. Đó thì hình ảnh và giá cả hai đực em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Đó giá 38 triệu giá này chốt luôn, không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó con tâm tướng tá cấp mình là khỏi chơi luôn thấy không. Đó chân móng ha, chân móng sò. Rồi thì hình ảnh và giá cả hai đực em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay.